Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại em đang ở xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đây là sát bên thành phố Mỹ Tho luôn nha anh chị. Một lát em sẽ đi ra ngoài lộ cho anh chị xem. Bây giờ thì em đang đứng ở trong giữa đất. Điện thoại em nó đầy pin, cái nó tắt giữa chừng á anh chị, nên thôi anh chị xem đỡ nha. Thì cái miếng đất này á, là diện tích là 1.000 m², giá là 750. Đây nè anh chị, em đang đứng là vị trí ở cuối đất á anh chị. Đất của mình thì dài tới hàng rào ở đây nè. Đó anh chị thấy hàng rào không? Đấy. À, anh chị nhìn xung quanh cũng có hàng rào nữa nè. Đất này thì có hàng rào sẵn hết rồi. Đó, dài qua tới chỗ mấy tường nè anh chị. Đấy, anh chị ngang qua đây. Thì bề ngang của miếng đất này là 13,5 m, bề dài là trung bình khoảng 70 m, nó nở hậu 15 m nha anh chị. Cái này là em đang đi ra ở ngoài mặt lộ cho anh chị từ từ nè. Đất này thì cũng thuộc dạng như đất vườn đó anh chị. Người ta có một căn nhà vườn nhỏ nhỏ rồi người ta nuôi gà. Ở xung quanh thì người ta trồng dừa, trồng xoài, trồng mận, rồi sầu riêng, trồng ruột nè. Có cái sổ ở đây không anh, cho em xem lại đi anh. Này. Em cảm ơn gấp nha, em hết tiền nha anh chị. Này, chủ đất người ta nói là người ta đang kẹt tiền á, người ta cần bán gấp nha anh chị. Nè anh chị nhìn xem cái sổ nè. Ở ấp Xóm Vong, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Diện tích là 984,5 m², là gần 1.000 m² đất đó anh chị. Đây, bề ngang là 13,5 m, bề dài là khoảng 70 m, nở hậu nha anh chị. Này, đất thì có giấy tờ sổ đỏ đầy đủ, chủ đất ở đây nè anh chị. Nói chung là em đi ra quay đường đi nha. Em đi nha chị. Con có gì chị nha. Dạ ok. Cái gì kêu anh Lâm chị? Dạ dạ. Miếng này chủ bán là 750 nhưng mà giá cả còn thương lượng á. Anh chị nào mà muốn coi đất á thì em dẫn anh chị đi xem, còn anh chị nào mà muốn gặp chủ hoặc xin số điện thoại chủ á, anh chị cứ nhắn tin em rồi em gửi cho anh chị. Này. Mấy cây xoài nè anh chị. Rồi dừa đồ đó. Có cái căn nhà gọn gọn nhỏ nhỏ nè. Hả? Rồi em đi ra ngoài đường đi cho anh chị xem nha. Đây. Đất mình thì đi vô là đường xe máy nha anh chị. Ở đây thì cách ra ngoài này là tới Mỹ Tho rồi. Rồi. Mình đi lên chút xíu là tới đường tỉnh lộ 870 đó anh chị. Đây, đây là đường 870 nè anh chị. Đây. Thì ở bên này là huyện Châu Thành, còn ở bên này là thuộc về thành phố Mỹ Tho. Thì anh chị quan tâm miếng này thì alo cho em nha. Ở đây thì cách Sài Gòn chỗ bến xe miền Tây là khoảng 1 tiếng 30 phút á, khoảng 61 cây số á nha anh chị. Rồi em xin chào anh chị nha. Để coi em hình dung, ở đây anh chị đi ra là chỗ ngã tư Đồng Tâm á, còn mà ở đây nè đi vô á là đi vô đường Bình Đức, chỗ mà gần chạy gắn Đồng Tâm rồi đó anh chị. Rồi em xin chào anh chị nha. Đường này là đường 870.